mình là Emmaloon. Và hôm qua thì Luân vừa phát hiện ra một điểm siêu xinh luôn các bạn. Và hôm nay Luân phải dẫn Emmaloon đi liền để khám phá là nó có gì hấp dẫn. Và đó chính là Estella Place, nằm tại đường Sông Hành, quận 2. Và đây là một địa điểm hoàn toàn mới tinh luôn. Đó, chắc là mình là một trong những người đầu tiên. Đúng rồi, khám phá ra được cái chỗ này. Và bây giờ mình sẽ đi vô bên trong coi nó có gì hấp dẫn nha. Let's go. Bốn người là mấy bạn. Hình như em xem trong menu á,
thì là giá hình như có 1.199.000 thôi, nhưng mà thật sự rất là nhiều luôn. Và bàn tiệc này sẽ ăn được cỡ 3 cho đến 4 người lận nha, nhưng mà đi với balloon thì chỉ cần 2 em thôi. Cái này á là chỉ là mới ăn xương xương thôi. Hay vậy mọi người. Đúng rồi, tại vì tí nữa Lu với balloon sẽ đi kiếm món khác để ăn nữa. Cái giờ mình sẽ thôi chắc đi về quá à. Nghe xong kiểu thấy sợ lắm quá. Thôi bây giờ mình ăn đi, nó nhiều quá à, đói lắm luôn rồi đó. Tụi mình giới thiệu cho người ta có cái gì trên bàn mình chứ. Ok, rồi, đợi người em tôi giới thiệu. Xét gia đình này là chỉ có hai con cua thì chúng ta sẽ được tự chọn sốt. Và có một cái tôm nướng lớn nè. Cái này là cải bó xôi. Và sẽ được một cái phần cơm chiên nữa. Còn cái góc này á, cơm chiên với ngao á, là tại vì quán vừa mới khai trương nên đang có chương trình là mua một, hai, mua một con cua tặng hai cái này. Rồi bây giờ thì được ăn rồi. Ok, được ăn rồi, mừng quá. Cái này là sốt xinh, sốt ớt xinh, cái này là sốt tiêu đèn. Có cái càng này chị. À, ôi, à cái này chị biết tại sao mà mình có bánh bao không? Để chấm sốt. Đúng rồi. Nó thiệt. Mùi giống kiểu mùi lá ngu quá. Không quá cay. Dễ ăn. Em cứ tưởng nó rất cay nhưng mà không, nó không cay lắm. Chị luôn ăn cay, ăn cái này được mà. Xịn không luôn á em, chứ không phải là hả. Rồi em thấy một dọc luôn, hồi nãy hai chị em đã không biết phải chọn quán nào. Vì quán nào cũng có ưu đãi hết trơn á. Em thấy có buffet Hoàng Yến nè. Rồi sushi, Urate ở góc kia kìa, rất là đẹp luôn. Còn nhiều lắm. Có coi nữa. Trà sữa em thấy ở đây cũng nhiều. Ở dưới thì có Phúc Long với Starbucks đồ. Sẽ ăn qua cua sốt tiêu đen. Hello, và đây là địa điểm thứ hai mà Lu với Bình Lu sẽ
đến. Và địa điểm này là Spicy Box. Ở đây chuyên bán về buffet tteokbokki. Và lý do tại sao mình chọn địa điểm này đó chính là con nhỏ này nó rất thích ăn tteokbokki. Tteokbokki là tình yêu. Cho nên là ở đây bán buffet luôn. Cho nên là nay vô ăn ngập họng luôn nha. Ok, đi thôi. Let's go. Workshop của Balloon cách trang trí đồ ăn trong nồi lẩu. Và tụi mình sẽ có một thử thách đó là làm nồi lẩu y chang như trong minh họa. Option nữa là mình lựa chọn cái viền phô mai này chỉ thêm có 70.000 thôi nhưng mà rất là thích. Thường thì mình hay ăn mình sẽ bỏ cơm năm vào xong mình trộn lên ăn rất là hấp dẫn luôn. Có thể là lấy tteokbokki mình kẹp vào ăn chung cũng được. Mình ngưng cái sự ăn đó lại đi em. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng khám phá coi có gì hay nữa thì mình ghé vô tiếp ha. Tại vì lên mình tới 5 lầu. Đúng rồi, tới 5 lầu rồi nên mình phải khám phá hết chứ. Đúng rồi, giờ mình đi tiếp thôi. Yeah. Bây giờ muốn gì? Trà sữa. Trà sữa hả? Bây giờ ở đây có Phúc Long nè, Bo Ba Bớp nè, Coi nè, Starbucks nè, rồi nói chung là nhiều lắm. Vậy muốn gì? Starbucks cho sang. Hình như là chị nói lộn với em. Mình có thể lùi xuống trước cái Starbucks được không? À uống Coi hả? Ok, giờ mình sẽ đi uống Coi. Đi vô trung tâm thương mại rồi thì ăn uống no nê thì chắc chắn một điều là đối với trà sữa. Đúng rồi, đối với những tín đồ mê trà sữa không thể nào bỏ qua được hết. Giờ đi ăn được. Ở trong đây giống như là thiên đường ăn uống nha chị luôn. Kiểu như cái quán nào cũng có, cái món thì cũng có luôn. Nãy giờ là ăn no nê luôn á, mà tại vì là do là đi có hai chị em thôi cho nên là mình cũng chỉ có thể ăn được nhiều đó món thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều đây sẽ là một địa điểm cực kỳ hot. Chứ em thấy chỗ này là kiểu như cuối tuần ở gia đình mình họp mặt á, mình đi thứ nhất là đi với gia đình là đi với bạn bè rồi hợp lý luôn. Vậy thì ở đây là Estella Place nằm tại đường Sông Hành quận 2. Địa chỉ luôn sẽ để bên dưới, mấy bạn có thể click vô xem nha. Và nhớ phải đến đây trong những ngày đầu năm, tại vì ở đây đang có rất nhiều ưu đãi. Đúng rồi, có rất nhiều ưu đãi luôn. Và nhớ đi nhóm, chứ mà đi một mình là buồn chết đó, buồn lắm luôn và kiểu như là ăn không nổi luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ kết clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu như thấy clip hay thì nhớ like, share và nhấn subscribe cho Thánh Ăn TV nha. Cũng như là nếu như các bạn có địa điểm nào vui, hay và ăn ngon thì mấy bạn có thể comment bên dưới luôn và mình luôn sẽ đi khám phá tiếp. Và chúc các bạn một năm mới sẽ có một khởi đầu thiệt là gọi là tươi sáng, ăn đang vượng, sự như ý.